Phải nói là em nó quá đẹp, một kiệt tác các bạn. Những dòng này thì chơi hay bày đẹp. Đây là chiếc đồng hồ của đôi thiên thần. Đôi thiên thần này có chiều cao, cả bộ này có chiều cao trên 80 cm, gần 1 mét đấy, trên 80 phân đấy, tầm 81 phân còn đấy. Đôi thiên thần này, chiếc đồng hồ này có chiều cao như vậy và độ sâu. Độ sâu nó khoảng độ gần 30 từ lưng đây. Chiếc này có mức giá là 3 triệu 900 nghìn các bác nhé, 3 triệu 900 nghìn. Đồng hồ này được chạy bằng pin. Chiếc đồng hồ này được chạy bằng pin và chiếc đồng hồ này nó sẽ chạy quả lắc quanh năm ngày tháng như thế này. Nó chạy lắc như thế này ạ. Đấy. Nó sẽ chạy như thế này, quanh năm ngày tháng như này luôn. Đấy, có mức giá là 3 triệu 900 nghìn. Các bác chú ý hộ em nhé. Khi về thì cái cách chỉnh của những chiếc đồng hồ này, các bác về bác lắp đây này, nó có giá cột ở đây này. Bác lắp nhìn, bác nhìn này. Nó lắp giá hai cái điểm kim có ở đây. Các bác chỉnh này, đây nó có một cái mốc chỉnh lên chỉnh xuống này. Bác tăng lên hoặc giảm xuống để làm sao cho nó cân đối cái đồng hồ, nó đừng có lắc, đừng có ngửa ra ngửa vào quá. Thì lúc đó nó mới có điểm lắc nhé. Đấy. Sau đó mình lắp vào. Nó sẽ tạo điểm lắc cho nó, là chiếc đồng hồ nó cứ lắc quanh năm ngoài tháng như vậy. Rất là sinh động và hay. Đây là đồng hồ là đôi thiên thần, có chiều cao trên 80 phân, trên 80 cm, gần 80 cm, rất là đẹp. Những chiếc đồng hồ này các bác để ở kệ, ở bàn, ở tivi, nói chung ở chỗ nào cũng hay. Và đặc biệt là nó sẽ cử động, nó lắc liên tục như này, nó lắc liên tục này, nó rất là sinh động. Được chưa? Con này được chạy với hai quả pin các bác nhé, một quả pin là dùng chạy giờ và một quả pin để dùng để lắc, pin lắc. Đối với lại đồng hồ các bác dùng để chơi hay bày đẹp thì bác nên dùng những thứ này. Còn với những cái bác mua để sưu tầm đồ cổ thì bác lại cần những cái thể loại là lên cót, những cái đấy thì nó là gọi là sưu tầm về đồ cổ thôi. Còn để chơi, thật ra lên cót những cái dòng như này thì các bác một ngày mà các bác một tháng các bác lên 4 đến 5 lần thì các bác toát mồ hôi theo suốt ngày. Dòng này các bác có thể dùng kim cốt đấy. Được chưa? Đấy. Nó có chế độ lắc ngang, lắc chậm, lắc nhanh, lắc chậm thì các bác tự chỉnh có đối trọng nhé. Con này có mức giá là 3 triệu 900 nghìn. Đây em sẽ ngồi in để cho các bác hình dung lại rõ chi tiết của em nó này. Ba triệu 900 nghìn em đấy. Bác nào có nhu cầu liên hệ em, cảm ơn.